Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với hồ sơ đăng thi. Rồi, mời anh em xem giới thiệu của anh em xem một cây hải châu. Cây hiện tại đang cho hoa và trái rất nhiều nha. Mời anh em xem tổng thể cây. Cây này thì cũng đã cho một cái đợt hoa thứ hai rồi. Đây là cái đợt hoa thứ nhất, nó đã đậu trái rồi của anh em. Thường thường những cái đợt hoa đầu tiên thì nó đậu, cái lượng trái nó không có nhiều, nó khoảng đợt thứ hai thứ ba thì nó mới mới rộ nha quý anh em. Dòng trái rất là đẹp nè, và nó tiếp tục nó cho hoa này. Đây, tiếp tục cho hoa. Những cây này thì nó là cái những cây tương đối nó thành phẩm nha, nuôi nó khá lâu rồi, tí nữa sẽ quay cho chi tiết cho quý anh em xem thêm. Mọi người xem là tổng thể cây nè, dòng lá rất đẹp. Những dòng lá đảo này thì những cái cốt như này thật sự là bây giờ khai thác nó không còn nha quý anh em. Những cốt này thì nó rất là lâu rồi, nếu bây giờ khai thác thì hầu như là những cái cốt như này là gọi là sót lại thôi, chứ nếu khai thác anh em mà khai thác gần như là tuyệt chủng rồi. Trái tròn rất là đẹp. Rồi cây này thì cây quanh, cái hoành bệ của nó là 45 nha, 45, và cái thân, những cái thân này tương đối bằng nhau, nó khoảng 7 cm. Cây này chiều cao tính từ mặt chậu là 55, chiều cao tính từ mặt chậu là ngọn 55 và phủ tán là 75. Chủng mục ngược cây tầm trung như mục người bê cũng tương đối nhẹ. Cây này thì ship luôn chậu cho anh em, tại cây này vô chậu cái khay mỏng cho nên là nó cũng nhẹ tay, ship luôn chậu của anh em. Anh em xem cái phần tán nhìn từ trên xuống dưới này rất đẹp nha, chỉ cần ổn hết rồi. Cây dòng lá rất là đẹp, những dòng lá này nó kiểu như bút sen, gần như là nó chấm như kiểu là bút sen của này, chấm ngọn nè, ra hoa. Cây khá là ổn nha, trái trái rất là đã luôn. Trái rất đẹp nha, hồ sơ thi phát sóng vào lúc 11 giờ 19 giờ để giới thiệu với anh em những dòng cây khai thác. Với anh em yêu thích thì giao lưu gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo mình sẽ thì luôn gắn trên màn hình. Của anh em yêu mến kênh cho lượt đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mình sẽ thì sẽ phát sóng, của anh em sẽ nhận được đầu tiên.